Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2013, hôm nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chính phủ đã xem xét thảo luận về 7 dự án luật, pháp lệnh. Thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các thành viên chính phủ cho rằng dự án luật đã tập trung vào giải quyết những vướng mắc bất hợp lý của luật hiện hành, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, không có những sửa đổi làm tăng thêm gánh nặng thuế hay tăng các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa giữa thu ngân sách với khuyến khích đầu tư phát triển. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng đây là luật có tác động rất lớn đến xã hội và đối với hoạt động thu hút và thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, dự án luật phải đưa ra những ưu đãi để thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, nhất là thu hút đầu tư vào những lĩnh vực mong muốn phục vụ cho tái cơ cấu nền kinh tế. Đối với dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, việc bổ sung sửa đổi nhằm giảm thủ tục cho doanh nghiệp, giảm chi phí quản lý thuế, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ với các luật pháp lệnh được ban hành trong những năm gần đây. Về nội dung nâng mức thuế tối thiểu được hoàn thuế đối với đầu tư và xuất khẩu, đa số ý kiến của các thành viên chính phủ đồng ý với dự thảo luật là nâng mức tiền thuế đầu vào tối thiểu để được hoàn thuế từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng trong trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư kéo dài trên một năm, nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Về dự án luật tiếp công dân, dự thảo đã cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện tiếp công dân. Dự án luật cũng đã mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động tiếp công dân và trách nhiệm tiếp công dân của các cơ quan Đảng, cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhằm đảm bảo sự thống nhất toàn diện về hoạt động tiếp công dân. Tại phiên họp này, Chính phủ cũng đã thảo luận và cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, dự án pháp lệnh công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các địa phương, và dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Việc ban hành và sửa đổi các dự án luật pháp lệnh này nhằm quán triệt và thể chế hóa các quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ ngành chủ trì soạn thảo, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên chính phủ, sớm hoàn thiện các dự án luật pháp lệnh để trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.